Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Dự buổi làm việc có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đơn vị cấp tỉnh. 9 tháng đầu năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, nghị định về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, huy động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được duy trì và thực hiện nghiêm. Thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ban ngành đoàn thể nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với tỉnh và quân khu xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tăng cường bám nắm địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội địa phương. Đồng thời, tham mưu tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, chính sách hậu phương quân đội. Công tác xây dựng các tổ chức trong lực lượng vũ trang tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, sát với tình hình thực tiễn cơ quan đơn vị địa phương, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, đơn vị đã phát huy truyền thống, hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng, thế trận quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thể hiện tốt vai trò là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất, là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu 4 và là đơn vị trong sạch vững mạnh. Để hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023 và những năm tiếp theo, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nắm chắc tình hình, nhất là những diễn biến mới, phức tạp của thế giới, khu vực, trong nước và tình hình địa bàn, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan ban ngành đoàn thể và đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo chỉ đạo, giữ vững an ninh chính trị địa bàn và triển khai toàn diện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023 của tỉnh và quân khu. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của địa phương, quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, chủ động điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thường xuyên giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, trước hết là trong cấp ủy chỉ huy với phương châm trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo. Cấp trên phải thường xuyên nắm bắt tâm tư tình cảm của cấp dưới để quan tâm giúp đỡ kịp thời, tạo không khí vui tươi phấn khởi và quyết tâm chính trị cao trong mỗi cơ quan đơn vị. Chăm lo xây dựng các tổ chức đảng, lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu, tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần 7 dám, gồm dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm để giải quyết kịp thời. Thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đặc biệt là tham gia làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, trực tiếp là của tỉnh Thanh Hóa với phương châm ba bám, gồm bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách. Bốn cùng gồm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào. Cùng với đó, lực lượng vũ trang Thanh Hóa cần tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng và ổn định đời sống nhân dân, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới của tỉnh với nước bạn Lào, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm động viên của đồng chí Đại tướng Lương Cường đối với cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là sự ghi nhận đánh giá cao của đồng chí đối với những kết quả mà Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 9 tháng năm 2023. Những ý kiến chỉ đạo sâu sắc và quý báu của Đại tướng đối với tỉnh Thanh Hóa sẽ được lãnh đạo tỉnh và các lực lượng vũ trang của tỉnh nghiêm túc tiếp thu để cụ thể hóa vào quá trình lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2023 và xây dựng kế hoạch cho năm 2024. Qua đó, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần cùng với lực lượng vũ trang quân khu 4 và cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Thay mặt Thường trực Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng chí Đại tướng Lương Cường đã tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng thời trồng cây lưu niệm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hôm qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp lần thứ 22 để cho ý kiến vào dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự phiên họp có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Theo đó, kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề sẽ được tổ chức vào chiều mai ngày 28 tháng 9. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe thảo luận và xem xét quyết nghị các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội như điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn trung hạn nhà nước năm 2023 do tỉnh quản lý, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 cho nhiệm vụ quy hoạch, giao kế hoạch vốn và bổ sung kinh phí thực hiện các dự án nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 đợt 3, điều chỉnh danh mục kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022-2023 của một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác. Cũng tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết luận phiên họp lần thứ 22 Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 có ý nghĩa quan trọng quyết định các cơ chế chính sách và chủ trương đầu tư dự án, tạo động lực phát triển cho tỉnh Thanh Hóa và các địa phương trong tỉnh thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất với nội dung chương trình kỳ họp thứ 16, đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh khẩn trương thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức kỳ họp thành công tốt đẹp. Ngay sau phiên họp lần thứ 22 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị cho ý kiến lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác chuẩn bị hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026, kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Hôm qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách đã tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành cấp tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã thông báo tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 10 năm 2023 và bế mạc vào ngày 29 tháng 11 năm 2023. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, đồng thời cho ý kiến đối với 8 dự án luật.
Quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác. Trong không khí dân chủ, cử tri huyện Thường Xuân đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và các bộ ngành có liên quan xem xét giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện xuống còn 10 đến 15 năm đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở khu vực nông thôn, miền núi. Có chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng đủ từ 5 năm trở lên, cho hội viên hội cựu quân nhân, người dân tộc thiểu số. Quan tâm giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công, đặc biệt có chính sách nâng mức hỗ trợ kinh phí khi di chuyển các phần mộ liệt sĩ đang ở nơi khác về địa phương, thực hiện việc cấp lại bằng tổ quốc ghi công, huân, huy chương bị hư hỏng, thất lạc. Xem xét giải quyết diện tích đất tranh chấp giữa thôn Vịn, xã Bát Mọt với xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông ở các xã đang còn nhiều khó khăn. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trao đổi làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Thường Xuân và tỉnh Thanh Hóa tập trung giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri kiến nghị phản ánh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu và sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến của cử tri huyện Thường Xuân để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành ở Trung ương xem xét giải quyết. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trao 30 suất quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn huyện Thường Xuân. Cũng trong ngày hôm qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm các ông bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Lê Thanh Hoàn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế đã tiếp xúc cử tri các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành. Tham gia các buổi tiếp xúc có đại diện thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ngành có liên quan của tỉnh. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri các huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành đã được đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Trong không khí dân chủ trách nhiệm, cử tri các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành đánh giá cao những hoạt động đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tại các kỳ họp Quốc hội, đồng thời đề xuất kiến nghị một số nội dung được đông đảo cử tri nhân dân quan tâm. Cử tri đề nghị Trung ương, tỉnh đầu tư nâng cấp một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đê sung yếu để tăng cường khả năng kết nối, phát triển kinh tế và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi luật ngân sách nhà nước hiện quy định về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước và một số quy định khác không còn phù hợp. Sửa luật tài nguyên môi trường với nhiều quy định bất cập như quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với tất cả các dự án có sử dụng từ 1 hectare đất lúa trở lên. Trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, cử tri đề nghị cần quy định tách phần kinh phí phục vụ công tác trích đo ra khỏi nguồn kinh phí 2% giá trị dự án phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Vì với những dự án nhỏ, 2% tổng giá trị dự án không đủ thực hiện công tác trích đo, không còn nguồn để thực hiện nhiệm vụ khác, ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng. Đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm hoàn thiện thể chế về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa di sản, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch. Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị nhà nước quan tâm trùng tu tôn tạo một số hạng mục công trình để bảo tồn phát huy giá trị của di sản thế giới thành nhà Hồ. Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà vượt lũ cho nhân dân sinh sống ở những vùng sống chung với lũ, xây dựng hệ thống đê bao bảo vệ an toàn cho người dân sinh sống vùng ngoại đê. Sau khi lãnh đạo các ngành cấp tỉnh tiếp thu giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã cảm ơn, đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm tâm huyết của cử tri, đồng thời giải trình một số nội dung cử tri quan tâm và ghi nhận những ý kiến đề xuất kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Hôm qua ngày 27 tháng 9, tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị tư vấn đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội. Ông Trần Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu về những quy định mới về chính sách bảo hiểm xã hội năm 2023, một số tình huống và những vấn đề cần lưu ý trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, đồng thời thông tin về một số nội dung sửa đổi trong dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và những vấn đề mà người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn cần quan tâm, góp ý trong quá trình xây dựng dự án luật. Các đại biểu cũng đã trao đổi thảo luận về những nội dung mới của luật bảo hiểm xã hội cũng như những vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời có những giải pháp tháo gỡ phù hợp. Việc tổ chức tư vấn đối thoại trực tiếp giữa cơ quan chức năng nhà nước với đại diện doanh nghiệp đã giúp các đơn vị sử dụng lao động và người lao động nắm đầy đủ hơn những quy định của pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, đồng thời giải đáp được những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại đơn vị. Qua đó, tạo được sự đồng thuận cao của các đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức thực hiện đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đây cũng là dịp để cơ quan bảo hiểm xã hội lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ người lao động, đơn vị sử dụng lao động,
nhằm nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tính đến cuối giờ chiều ngày hôm qua 27 tháng 9, mưa lớn đã khiến một người trên địa bàn huyện Như Xuân và một người trên địa bàn huyện Quan Sơn mất tích. Gần 800 hectare lúa mùa, khoảng 204 hectare ngô, cây rau màu khác bị ngập cục bộ. Diện tích lúa mùa và hoa màu bị ngập chủ yếu tập trung ở các huyện Hà Trung, Như Xuân, Như Thanh, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc và Thạch Thành. Mưa lớn trong đêm ngày 26 tháng 9 và sáng ngày 27 tháng 9 còn làm sạt ta luy dương tại 15 vị trí với khối lượng sạt khoảng 1.600 mét khối, sói lở lề đường tại 26 vị trí, sa bồi mặt đường tại 58 vị trí trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ qua địa bàn tỉnh. Đặc biệt, nhiều đập tràn tại các huyện Thạch Thành, Thường Xuân bị ngập sâu từ 40cm đến 2,5m, khiến giao thông bị chia cắt. Ngành Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai máy móc, san gạt đất đá, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, cơ bản đảm bảo lưu thông an toàn cho người dân. Mưa lớn cũng đã làm tình trạng sạt lở bờ sông tại một số địa phương trở nên nghiêm trọng hơn. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, tỉnh Thanh Hóa đã phát báo động lũ trên các sông Yên và sông Cầu Chảy, đồng thời yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng tổ chức ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng các phương án ứng phó mưa lớn, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong hai ngày qua trên địa bàn huyện Quan Sơn đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến một người bị nước cuốn trôi, làm sạt lở trên tuyến quốc lộ 27, quốc lộ 16 và nhiều đường liên xã, liên bản, gây ách tắc giao thông cục bộ. Đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, 28 tháng 9, mưa lớn đã ảnh hưởng đến 10 hộ dân bị sạt lở đất đá vào nhà, làm hư hỏng một số tài sản thiết bị phải sơ tán khẩn cấp. Đặc biệt, một người đi qua suối bị nước cuốn trôi. Nước lớn làm trôi vùi lấp 10 lồng cá trên lòng hồ thủy điện Trung Xuân và hàng trăm hecta ruộng hoa màu của người dân. Trước tình hình trên, lãnh đạo huyện Quan Sơn và các lực lượng chức năng đã nắm bắt địa bàn, chỉ đạo các xã thị trấn huy động nhân lực vật lực tại chỗ cùng với nhân dân khắc phục các điểm bị sạt lở, tìm kiếm người mất tích, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Tại các đập tràn, lực lượng dân quân tự vệ địa phương thường trực 24/24 giờ hướng dẫn người dân đi lại an toàn. Đồng thời, khuyến cáo người dân không ra sông suối vớt củi, bắt cá khi nước lũ dâng cao. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, khu vực sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, sức hấp thụ vốn của các doanh nghiệp hạn chế khiến tăng trưởng tín dụng ở mức thấp. Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều gói tín dụng quy mô lớn với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển trong những tháng cuối năm. Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, mới đây, doanh nghiệp này tiếp tục được ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn giảm lãi suất cho vay với mức giảm từ 1% đến 2% một năm so với trước để nhập thêm hàng hóa, đầu tư thêm phương tiện, trang thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh. Đại diện doanh nghiệp cho biết, khi lãi suất giảm, đơn vị có dự định sẽ vay thêm để tiếp tục đầu tư, tập kết hàng hóa, đón chờ sự phục hồi và khởi sắc của thị trường trong những tháng cuối năm. Tất cả những cái thời kỳ giảm lãi suất thì ngân hàng cũng hỗ trợ doanh nghiệp tương đối nhanh, kịp thời và chủ động, và có những cái kênh thông tin để làm cho truyền đạt đến doanh nghiệp thì nó nhanh hơn rất là nhiều so với trước đây. So với lại cùng kỳ hoặc so với đầu kỳ 2023 thì lãi suất thì cũng tương đối tốt để đủ điều kiện để phát triển trong cái thời kỳ khó khăn này. Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra nhiều chương trình cho vay ưu đãi với mức lãi suất giảm từ 1% đến 3% một năm tùy từng nhóm doanh nghiệp, đồng thời triển khai các gói tín dụng quy mô lớn từ 10.000 tỷ đến 25.000 tỷ đồng cho khách hàng vay vốn với mục đích phục vụ sản xuất kinh doanh ngắn hạn. Khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng thuộc các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất nhập khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp công nghệ cao. Không chỉ tung ra các gói vay mới với lãi suất giảm sâu, nhiều ngân hàng còn áp dụng hạ lãi suất trực tiếp cho các khoản vay hiện hữu. Như tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, toàn bộ khoản vay của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tiếp tục được giảm tới 0,5% lãi suất, áp dụng đến hết năm 2023. Ngoài ra, ngân hàng còn triển khai nhiều chương trình giảm lãi suất, các gói tín dụng ưu đãi. Giảm được cái lãi suất thì Vietcombank đã thực hiện nhiều cái biện pháp tiết kiệm chi phí. Thứ hai là Vietcombank chủ động trong cái việc rà soát lại quy trình cấp tín dụng cũng như đơn giản hóa áp dụng công nghệ vào thủ tục quy trình cấp tín dụng.
đẩy mạnh cái việc chuyển đổi khách hàng lên kênh số để khách hàng tiết kiệm được những cái chi phí và tiết kiệm được thời gian. Và thứ ba là Vietcombank đã xây dựng những cái cơ chế đặc thù đối với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, đồng hành và cùng với doanh nghiệp nhiều hơn. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường truyền thông chính sách đến các doanh nghiệp, tiếp cận nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong quan hệ tín dụng với ngân hàng, kịp thời có các giải pháp để tháo gỡ, cùng đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp. Đến hết tháng 9 năm 2023, dư nợ trên địa bàn tỉnh đạt trên 183.000 tỷ đồng, tăng 4,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ ngắn hạn chiếm 54%, dư nợ trung dài hạn chiếm 46% tổng dư nợ. Đáng chú ý, một số ngân hàng đã triển khai chính sách cho khách hàng vay ưu đãi để trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất chỉ từ 6% một năm đối với khoản vay ngắn hạn và từ 6,8% một năm với khoản vay trung và dài hạn. Chính sách này đang được kỳ vọng sẽ có sự cạnh tranh về lãi suất cũng như giúp người dân doanh nghiệp có nhiều lựa chọn hơn khi vay vốn. Ngoài cái chính sách cho vay để trả nợ, các cái khoản vay tại tổ chức tín dụng khác, BIDV chi nhánh Thanh Hóa đã triển khai đồng thời hai chương trình tín dụng ưu đãi khác, đó là chương trình cho vay sản xuất kinh doanh với lãi suất chỉ từ 6% và gói tín dụng thứ hai là gói tín dụng trung dài hạn phục vụ nhu cầu tiêu dùng có tài sản đảm bảo và nhu cầu đời sống với lãi suất từ 6,8% một năm. BIDV chi nhánh Thanh Hóa chúng tôi hy vọng rằng với những cái chính sách và những ưu đãi đặc quyền như vậy, chúng tôi sẽ cung cấp và tiếp cận được với những khách hàng tốt có nhu cầu vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu đời sống. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 4.700 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng với dư nợ trên 50.000 tỷ đồng. Nhiều ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng theo khu vực cụ thể, tiết giảm thêm chi phí, tăng cường chuyển đổi số và các giải pháp khác để có điều kiện hạ mức lãi suất cho vay, giảm thời gian xét duyệt và giải ngân vốn tín dụng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng cần nâng cao năng lực quản trị điều hành, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi, minh bạch tình hình tài chính để các tổ chức tín dụng có cơ sở thẩm định, quyết định cho vay. Lam Kinh, cố đô của nhà Hậu Lê, là nơi chứa đựng những giá trị văn hóa lịch sử to lớn, nơi lưu giữ dấu tích của một trong những triều đại thịnh trị bậc nhất trong lịch sử dân tộc. Hiện nay tại khu di tích này vẫn còn nhiều hiện vật quý, trong đó tiêu biểu nhất là 5 tấm văn bia đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Trong số các văn bia tại Lam Kinh, bia Vĩnh Lăng là tấm bia cổ nhất, có giá trị đặc sắc nhất. Bia được dựng tháng 10 năm Quý Sửu 1433. Nhà bia được làm bằng gỗ lim, vì kèo trồng giường hai tầng mái, được đỡ bởi 16 hàng chân cột. Với nghệ thuật điêu khắc trang trí cầu kỳ, bia Vĩnh Lăng được xem là tấm bia có kích thước lớn và đẹp nhất Việt Nam. Văn bia Vĩnh Lăng ghi lại thân thế, sự nghiệp và công đức to lớn của vua đầu triều Lê Lợi, Lê Thái Tổ, đồng thời kết thúc đường lối đấu tranh của nghĩa quân Nam Sơn trong 10 năm kháng chiến đánh đuổi giặc Minh, giành lại Sơn Sơn gấm vóc. Ngoài bia Vĩnh Lăng, tại khu di tích Lam Kinh còn 4 bảo vật quốc gia khác là bia Khôn Nguyên Chí Đức khắc ghi công trạng Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Giao, bậc mẫu nghi thiên hạ, tài đức vẹn toàn; bia Chiêu Lăng ghi chép thân thế, sự nghiệp, công trạng vua Lê Thánh Tông, vị vua anh minh, tài năng kiệt xuất, có công xây dựng nước Đại Việt phát triển rực rỡ về mọi mặt; bia Dụ Lăng khắc ghi công trạng của Lê Hiến Tông, người góp phần gìn giữ cơ đồ nhà Hậu Lê; bia Kính Lăng ghi lại cuộc đời và công lao của vua Lê Túc Tông trong tiến trình phát triển triều Lê Sơ. Các tấm bia đều có tuổi đời trên 500 năm, không chỉ là pho sử liệu về cuộc đời của các vị vua, hoàng hậu mà còn là chứng tích lịch sử quý giá, phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu bảo tồn. Chúng tôi đánh giá là các loại bia ký nó là di sản văn hóa vật thể nhưng đã được vật thể hóa. Nó chứa đựng những cái nội dung giá trị mà hết sức đặc sắc, mà là minh chứng cụ thể cho những cái niên đại, cho những cái nội dung mà nó hàm chứa. Để tăng cường phát huy giá trị 5 bảo vật quốc gia tại khu di tích lịch sử Lam Kinh thì thời gian vừa qua, Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh chúng tôi cũng rất là quan tâm đến công tác bảo quản các hiện vật. Các bảo vật quốc gia này đã được phân công cho phòng nghiệp vụ bảo quản theo định kỳ, vệ sinh, lau chùi các cái rêu mốc để đảm bảo cho cái việc không xâm hại đến di tích. Trải qua hơn nửa thiên niên kỷ, các văn bia bảo vật quốc gia tại khu di tích Lam Kinh
vấn Thi Gan Cung Thế Nguyệt là chứng tích của thời kỳ vàng son triều Hậu Lê, cũng là tấm gương phản chiếu để thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn thân thế, sự nghiệp, khát vọng của các yếu nhân lịch sử trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương. Từ tháng 6 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thí điểm mô hình không trong chuyển đổi số, gồm không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công, không dùng tiền mặt trong một số dịch vụ thiết yếu và không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền tại 5 phường xã. Nhận thấy hiệu quả thiết thực của mô hình, đến nay nhiều địa phương đã chủ động đăng ký triển khai mô hình này. Tại xã Hải Long, huyện Như Thanh, bắt tay vào triển khai mô hình 3.0, chính quyền địa phương đã biên soạn và gửi đến tận tay người dân một cuốn tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng trên thiết bị thông minh để thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch thiết yếu. Những thao tác trên thiết bị điện tử vốn khó hiểu, đặc biệt là với người lớn tuổi, dần trở nên dễ tiếp thu và dễ thực hiện, nên được nhân dân hết sức ủng hộ. Được cái sự quan tâm của Đảng ủy ban á, chuyển đổi số cho bà con nhân dân thì một cái bổ ích rất lớn. Cái thứ nhất là ở thôn đấy là triển khai đưa hết các cái người dân vào trong cái nhóm của thôn xong, triển khai đến từng hộ một. Có một cái gì đó ở văn bản ở xã triển khai là họ sẽ nắm bắt được hết. Bây giờ là các thông tin ở như công an có văn bản gì hay là các thứ ở dưới cơ sở là đều người ta đã biết hết được. Cái này nó rất bổ ích cho bà con dân. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng vận động 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là các cửa hàng kinh doanh hàng tạp hóa, quán cà phê trên địa bàn, triển khai cung cấp mã QR phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Với cửa hàng mà tôi thì thấy khách hàng ưa chuộng chuyển khoản qua mã QR code, mà em thấy nó tiện ích hơn về mặt kiểm soát tiền mặt và giúp giảm thiểu cái khả năng va vấp với tiền giả nhiều hơn. Ngoài xã Hải Long, huyện Như Thanh, đến nay đã có 4 địa phương gồm thị xã Nghi Sơn, các huyện Hoàng Hóa, Hà Trung, Yên Định đăng ký triển khai mô hình 3.0 ở 10 xã. Tỷ lệ người dân cài đặt đủ 6 ứng dụng cần thiết trong mô hình đã đạt khoảng 40% tổng số dân sở hữu điện thoại thông minh. Riêng thành phố Thanh Hóa, sau khi thực hiện thí điểm giai đoạn đầu ở phường Điện Biên, thành phố đã mạnh dạn triển khai thực hiện ở tất cả các xã, phường. Dự kiến, Thanh Hóa sẽ tổng kết rút kinh nghiệm và ra mắt mô hình 3.0 trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia được tổ chức vào ngày 4 và 5 tháng 10 sắp tới. Tối qua, Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 đã phối hợp với các câu lạc bộ thiện nguyện, các nhà hảo tâm tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi và các đối tượng đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm. Các cháu thiếu nhi và các đối tượng đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 đã được hòa mình vào không khí vui tươi phấn khởi của Tết Trung Thu với nhiều hoạt động sôi nổi như thưởng thức các tiết mục văn nghệ sôi động, đặc sắc, xem biểu diễn múa lân, giao lưu cùng các nhân vật truyền thống trong đêm Trung Thu như chú Cuội, chị Hằng và phá cỗ Trung Thu. Những tiếng cười sảng khoái của các bạn nhỏ trong buổi tối đón Trung Thu đã mang đến chương trình không khí vui tươi ấm áp. Nhân dịp này, các câu lạc bộ thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2. Ngày 27 tháng 9 tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu và đại diện gần 40 doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có buổi tọa đàm kết nối phát triển du lịch Thanh Hóa - Mộc Châu. Thanh Hóa và Sơn La là các địa phương có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan đẹp. Trong đó, khu du lịch quốc gia Mộc Châu là điểm đến được đông đảo doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tập trung khai thác. Tại buổi tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp lữ hành Thanh Hóa đánh giá cao sản phẩm dịch vụ du lịch tại Mộc Châu, các điểm đến, cơ sở cung cấp dịch vụ không ngừng làm mới sản phẩm, chú trọng nâng cao chất lượng. Đây chính là điều khiến du lịch nơi đây luôn là sự lựa chọn của thị trường khách Thanh Hóa. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lữ hành tỉnh Thanh Hóa cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế về các sản phẩm liên kết dẫn đến chưa hiệu quả, thể hiện qua lượng khách khai thác từ Thanh Hóa đến khu du lịch quốc gia Mộc Châu là rất lớn. Song, khách du lịch từ Mộc Châu nói riêng và trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung về với Thanh Hóa còn khiêm tốn. Các đại biểu cho rằng, giải pháp phát triển hiệu quả du lịch giữa hai địa phương đó là cần chú trọng việc liên kết giữa địa phương với địa phương, doanh nghiệp với doanh nghiệp và địa phương với doanh nghiệp. Theo đó, hầu hết cần đánh giá đúng và trúng thế mạnh của từng địa phương. Các doanh nghiệp lữ hành cần phát huy vai trò là cầu nối, thường xuyên khảo sát, nắm bắt sản phẩm dịch vụ, điểm đến để tư vấn, xây dựng tour du lịch phù hợp với từng dòng khách. Cần duy trì nhóm chung trên mạng xã hội, thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, đồng thời cần có cơ chế chính sách riêng
cho các doanh nghiệp lữ hành trong khai thác các tour du lịch Thanh Hóa Mộc Châu và ngược lại. Trước đó, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, các doanh nghiệp lữ hành và đội ngũ hướng dẫn viên của tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khảo sát, trải nghiệm tại các điểm đến, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2023 với chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa cùng nhau vươn xa. Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong khuôn khổ Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp như trưng bày 60 gian hàng quảng bá giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn, hàng thủ công mỹ nghệ, ngành nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh do phụ nữ làm chủ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, kết nối kinh doanh và mở rộng thị trường, kết nối giới thiệu mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, truyền thông kiến thức an toàn thực phẩm trong tiêu dùng thực phẩm sạch. Đây cũng là dịp để biểu dương những phụ nữ có sáng kiến, sáng tạo trong hoạt động khởi nghiệp, các điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Dạ Lan, khu A, Công viên Hội An, số 87 Lê Hoàn, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.